Good morning Việt Nam. Mến chào các em, hôm nay chúng ta sẽ trang trí cho cái vườn thiền này bằng kẻ hộp cát. Đây là hộp cát bằng gỗ. Trong đây chúng ta có cát màu trắng và hai cái bàn cào để chúng ta cào cát. Đây là đồ chơi dành cho người lớn và trẻ em, có tính chất là thư giãn, giúp chúng ta sau những giờ làm việc, giờ học căng thẳng, chúng ta có thể cào những cái cát như thế này. Và chúng ta sẽ tập thở thiền theo những cái bàn cào như thế này. Chúng ta sẽ làm cho hơi thở của chúng ta chậm lại và hít thở thật sâu. Rồi bây giờ các bạn hãy quan sát và thư giãn nha. Trong đây chúng ta sẽ đặt những cái viên sỏi vào, một số con cò nhỏ xíu ở đây và ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bàn cào thứ hai, đây là cái bàn cào dạng khác, rồi đây là dạng to hơn. Rồi các bạn cũng sẽ bắt đầu quan sát và tập hít thở sâu nha. Rồi bây giờ chúng ta để cho cái hộp này sinh động hơn, chị Vy Đỏ sẽ đặt một cái ghế màu trắng ở đây. Rồi đây giống như một khu vườn ở phía sau nhà. Chúng ta có cây dừa và ghế để ngồi. Rồi chúng ta có Peppa Pig. Ok, chúng ta sẽ làm khu vườn này là của Peppa Pig, chú heo sữa Peppa. Và Ariel tới chơi sân nhà của bạn Peppa Pig. Ariel đứng đây được không? Rồi bạn Ariel sẽ cầm một cái bàn cào. Rồi trong khi đó, heo Peppa Pig sẽ uống sinh tố và ngắm bạn mình làm việc. Ôi ôi, các bạn ơi, các bạn có thích khu vườn thiền của mình hay không? Hay vào những lúc rảnh rỗi mình ngồi ở đây để ngắm cảnh, để thư giãn đó các bạn. Rồi các bạn hãy tặng cho video này một cú like và giới thiệu cho các bạn khác cùng xem nha. Rồi bây giờ chị Bí Đỡ mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.